Anh chỉ muốn hỏi em câu, hồi xưa anh cũng có tập phun lửa mấy lần. Nói chung là hồi xưa Trung Thu thì anh hay cầm đuốc, anh phun mấy cái lồng đèn anh ghét. Trời đất ơi, anh có phun mấy lần. Sao em nhiều, hồi nhỏ thì em có nhiều cái phun. Không, hồi nhỏ thì mình hay chơi đuốc, anh mình cũng hay tập phun cái đuốc rồi nè. Nhưng mà anh chưa có bị uống dầu khi nào mà anh không biết là mình uống dầu cho mình đi xúc bụng em. Không đâu anh, em uống hoài. Không sao. Ngon không em? Dạ béo lắm. Trời ơi. Nghe có vẻ rất là, sao anh thấy mà nó cay đắng quá em. Phải uống dầu thì khi mình phải tất cả vì khán giả hết, vì phục vụ hết. Mà đôi khi phải phỏng không dám nói rồi uống luôn dầu về ăn không có cảm giác về đồ ăn nữa. Rồi lâu lâu em có đi bệnh viện nội soi dạ dày cái bị. Trời ơi Hiếu ơi, trời Hiếu. Không, họ sức khỏe anh làm gì. Đó là em có đi bệnh viện một lần nhưng mà hình như 2 năm rồi em không dám đi khám bệnh nữa. Giờ em tới bác sĩ hỏi là tại sao bao tử đen thui vậy, ăn mì cay hả? Em mới nói là dạ không phải, tại vì em mua lửa. Cái bác sĩ mới nói em là tại vì nuốt cái hóa chất nhiều quá. Bây giờ nghỉ đi, muốn sống thì nghỉ, muốn chết thì diễn nữa. Nó hơi kệ diễn đi, chừng nào chết tính tiếp. Tại vì nuốt cái hóa chất nhiều quá. Bây giờ nghỉ đi, muốn sống thì nghỉ, muốn chết thì diễn nữa. Nó hơi kệ diễn đi, chừng nào chết tính tiếp. Chừng nào chết tính tiếp.